Xin chào các anh chị, xin chào các bạn và tiếp tục với series kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 2024. Và đây là video cuối cùng tôi nói về cái bộ chính sách bán hàng. Và đối với kỹ năng bán hàng, đối với việc sale thì đầu tiên nó phải là sản phẩm có chất lượng. Đấy, thứ hai là trong cái sản phẩm đấy thì mình phải thiết kế cái bộ chính sách bán hàng làm sao nó tốt, hấp dẫn, có tính cạnh tranh. Nếu sản phẩm kém, không có thương hiệu cộng với bộ chính sách bán hàng bao gồm các cái loại chính sách như là giá cả khuyến mại, vận chuyển, giao hàng, bảo hành, bảo trì, rồi thì các cái chính sách công nợ vân vân mà không thực sự tốt, không thực sự hấp dẫn thì cũng rất là khó cạnh tranh, đúng không ạ? Vâng, thế thì cái video này ta sẽ nói về cái chính sách xây dựng khuyến mại, thưởng hàng, thưởng bằng tiền, bằng quà, bằng hiện vật hàng tuần hoặc hàng tháng cho chương trình như thế nào. Thế thì dù chúng ta làm B2B hay B2C, 2C thì chắc chắn là người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp cũng đều quen với việc là có khuyến mại rồi. Đấy. Khuyến mại ở đây thì làm thứ nhất là làm giảm cái giá thành sản phẩm, thứ hai là kích thích khách hàng mua hàng, thứ ba là tạo tâm lý thoải mái khi mua hàng và được ôm hàng, nhất là trong cái mảng phân phối, tìm đại lý bán B2B. Thế thì đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phải tính đến các cái chương trình khuyến mại. Chúng ta xây dựng đó là khuyến mại theo thời gian. Trong ngành bán lẻ thì nó có từ Tết tính lịch dương nhé, thì chúng ta có là những cái ngày lễ đặc biệt, đúng không? Thí dụ như là ngày Tết dương lịch, rồi thì ngày lễ tình yêu 14 tháng 2, ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày giải phóng 30 tháng 4, ngày mùng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi, ngày thương binh, bệnh binh, ngày quốc khánh, ngày Tết lễ Trung thu, rằm tháng 8 đấy, rồi thì ngày quân đội nhân dân, ngày nhà giáo, rồi thì ngày Noel, ngày Tết âm lịch. Đấy, đại khái là nó có cũng khoảng độ chục cái sự kiện cố định như vậy. Thì trong bán lẻ hay bán buôn thì chúng ta đều phải có những cái chương trình khuyến mại cho họ, hoặc là có những cái chương trình khuyến mại ngẫu nhiên. Thí dụ như là con trai sếp lấy vợ cũng làm chương trình khuyến mại, hoặc là sếp mà đẻ con trai cũng làm chương trình khuyến mại, nó rất là hiệu quả. Thế thì khuyến mại thì chúng ta có thể tặng bằng tiền, tặng bằng phần trăm chiết khấu, tặng bằng quà, tặng bằng sản phẩm, mục đích là để tăng doanh số, để kích thích bán hàng. Và khi chúng ta tung ra chương trình khuyến mại thì chúng ta cũng phải tính đến các cái yếu tố về giá bán. Trong cái giá bán của chúng ta, khi chúng ta thiết kế giá là đã phải tính đến cái việc là sẽ có những cái chương trình khuyến mại rồi. Đó, và chương trình khuyến mại nó tính như một khoản chi phí, mình có thể coi nó là chi phí bán hàng, hay là chi phí marketing tại điểm bán, trade marketing. Có rất nhiều người là thiết kế một cái giá mà nó sát quá thì người ta sẽ không thể khuyến mại, hoặc là chiến lược của người ta sẽ không muốn khuyến mại. Chính vì vậy cho nên là các bạn khi thiết kế về chính sách giá thì các bạn cũng không nên thiết kế giá quá sát, đúng không ạ? Chiết khấu quá thấp thì lúc đấy chúng ta không còn gì để cho khách hàng nữa. Vâng. Đấy, thế thì khi chúng ta khuyến mại thì chúng ta cũng có thể là ép khách hàng nhập được nhiều sản phẩm, ôm hàng và mình cũng xả được nhiều hàng hơn, hợp lý hơn. Thí dụ như hàng thanh lý, hàng hết đát, thí dụ như là ôm đầu năm, xả ngập kho để cho đối thủ không vào được thị trường, vân vân. Đấy, kích thích khách hàng mua nhiều hơn, bán nhiều hơn và có được cái lợi nhuận cao hơn nữa. Tất nhiên ngày nay thì các cái nhà phân phối hoặc các đại lý hoặc là các điểm bán, họ nhận được phần trăm chiết khấu hoặc là thưởng hàng của mình thì họ không ăn hết, họ sẽ chia lại cho tuyến dưới, chia lại cho các cái khách hàng của họ với một mục đích là hàng phải trôi thật nhiều. Thí dụ như là các bạn có thể đưa ra chương trình thưởng cuối năm là 5%, hoặc là khuyến mại 10%, 20% bằng hàng tại thời điểm đó. Thế thì nhà phân phối hoặc đại lý hoặc là các cái người bán hàng thì họ sẽ lấy 2% thôi, 3% thôi, họ sẽ cho đi thêm 2% hoặc 3% của họ. Đó.
Hoặc là họ nhận được 20% thưởng bằng hàng thì họ giữ lại 10% và họ cho đi, thậm chí họ cho hết luôn. Họ nhận được 30% thưởng bằng hàng, họ cho đến 25% thưởng bằng hàng. Với một mục đích là giá rẻ, nhận được nhiều hàng và họ bán được, họ có lợi nhuận. Vâng. Đấy, thì các chương trình thì khuyến mại thì rất đa dạng, đúng không? Khuyến mại hàng tặng hàng, khuyến mại hàng tặng dịch vụ, khuyến mại gói dùng thử, khuyến mại thanh lý giảm giá, khuyến mại làm tròn giá, rồi khuyến mại các chương trình tour du lịch vân vân. Đấy. Thế thì trong cái phần tính toán thì chúng ta cũng phải tính toán cái giá làm sao cho hợp lý, tôi đã nói rồi. Và quan trọng nữa là chúng ta phải tính đến thời điểm tung chương trình khuyến mại, là đó là tháng mấy, trong một tháng thì nó là ngày mấy, để làm gì để chúng ta tung chương trình ra cho nó hợp lý. Nếu như chúng ta thấy đối thủ đang đi làm thị trường rất mạnh thì chúng ta sẽ giảm giá sản phẩm bằng cách là khuyến mại, tăng thêm phần thưởng bằng hàng, hoặc là giảm chiết khấu đấy, hoặc là tặng quà, tặng vàng, tặng tiền thì giá nó sẽ rẻ hơn, thì lúc đấy nó xả hàng ra rẻ thì đối thủ sẽ không vào được. Hoặc là chúng ta có thể là bơm hàng hoặc là cho công nợ, bơm ngập kho của khách hàng đi, thì lúc đó khách hàng sẽ không còn chỗ để nữa, thì đối thủ có mang hàng đến thì đối thủ cũng không bán được hàng. Đấy. Và chúng ta cũng có thể đưa ra chương trình là tăng giá bán dựa trên cái việc là ví dụ như là ngoại tệ tăng, hay là thuế tăng, hay là các cái vấn đề về giao vận tăng. Ví dụ như thời điểm này tháng 3 năm 2024 thì nếu mà các bạn vận chuyển ra thị trường châu Âu thì thường là một số nước châu Á sẽ đi qua Biển Đỏ, thì cái sự kiện là một cái lực lượng của một cái khu vực Trung Đông, đó là lực lượng Houthi, hiện nay họ tấn công các tàu hàng rất nhiều, nó làm cho cái giá vận chuyển nó bị tăng. Như vậy giá vận chuyển bị tăng thì chắc chắn là giá bán nó cũng sẽ phải tăng. Và khi mình ra thông báo tăng giá như vậy thì trước thời điểm đó là bao giờ các cái nhà phân phối, đại lý hoặc khách hàng của mình bao giờ có xu hướng ôm hàng để làm gì? Để giữ giá ấy, và để được hưởng cái lợi. Và sau khi mình tăng giá xong thì họ vẫn có cái giá tốt, họ xả cái giá tốt ra trước khi thiết lập một cái mặt bằng giá mới. Thì đây cũng là một cái kỹ thuật mà những cái đơn vị sản xuất hay là những cái đơn vị mà phân phối có thương hiệu mạnh, lớn thì họ sẽ có xu hướng là làm một cái động tác tăng giá khoảng 3 đến 5% với mục đích là thu tiền về, gom tiền về, và kết hợp với một cái đơn hàng bạn phải nhập bao nhiêu tiền đó, 5 tỷ hay 10 tỷ hay 20 tỷ thì bạn mới nhận được cái chương trình này. Thế thì như vậy các nhà phân phối và các đại lý họ sẽ bắn tiền vào, họ sẽ chuyển tiền trước để cho mình nhập hàng và nhận được cái giá tốt, nhận được cái thưởng, nhận được cái chiết khấu đó. Thế thì khi đó thì đối thủ sẽ không còn cơ hội để bán hàng vì họ hết tiền rồi, đúng không? Nhà phân phối, đại lý, cửa hàng hết tiền rồi. Ngày xưa thì tôi có một lần tôi đi bán hàng ở khu vực Bát Tràng. Đấy. Thế thì khi tôi vào tôi chào một cái nhà phân phối lớn ở đó, thế thì đối thủ họ đến họ cho cái nhà phân phối đó nợ một cái số tiền rất lớn, cộng với một cái chương trình khuyến mại rất là sốc. Thí dụ như là bình thường thì các khách hàng chỉ là mua 10 tặng một thôi, thế nhưng mà nhà đó vì là rất là VIP, họ đang muốn vào thì họ cho chương trình là mua 10 tặng 2, và họ cho cả công nợ. Trước đây thì tôi không cho công nợ, thì bây giờ cho công nợ 500 triệu hay 1 tỷ. Đấy, họ bơm hàng như vậy, vừa khuyến mại kết hợp với vừa công nợ thì họ đã bơm hàng ngập kho. Đấy, vào trong kho không còn cái chỗ nào để bày hàng nữa. Thế thì mình đến mình chào, giá của mình có tốt cũng không ăn thua, hàng của mình đẹp cũng không ăn thua, mình cho công nợ cũng không ăn thua. Thế thì họ cứ khuân hàng ra họ bán, họ cứ khuân hàng ra họ bán thì đối thủ sẽ bán được, đối thủ sẽ bán được. Còn mình thì doanh số là dậm chân, đúng không ạ? Vâng. Và cuối cùng đó là những cái chính sách khác, rất nhiều những cái chính sách khác nữa. Rồi, thì tôi xin phép được tổng kết lại toàn bộ cái bộ chính sách bán hàng, bộ chính sách bán hàng. Đấy. Tôi nhắc lại này. Thứ nhất là các anh chị làm giám đốc kinh doanh, giám đốc bán hàng, giám đốc marketing hoặc là giám đốc điều hành, thì chắc chắn các anh chị phải xây dựng chính sách giá bán. Trong chính sách giá bán này thì nó gồm rất nhiều những cái chính sách con, bao gồm là
bảng báo giá, chính sách giá, chiết khấu công nợ, đúng không ạ? Đấy, rồi thì giao hàng, rồi thì chính sách đổi hàng, thu hồi hàng hóa, rồi thì chính sách bảo hành, sửa chữa sản phẩm, bảo trì, rồi thì chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối, đại lý các cấp, cho khách hàng của mình, chính sách thưởng, thưởng hàng, thưởng tiền, thưởng tour du lịch, chính sách chăm sóc khách hàng, và chính sách khuyến mại, và cuối cùng là những cái chính sách khác nữa, nếu như chúng ta có, đúng không? Vâng. Thì khi chúng ta hoàn thiện cái bộ chính sách này tốt, chúng ta dựa trên cái kinh nghiệm, chúng ta dựa trên cái tiềm lực về tài chính, cái vòng đời của chúng ta đang đi vào thị trường như thế nào, ví dụ như là xâm nhập hay là đang giai đoạn tăng trưởng hay là bão hòa hay là suy thoái hay là đã về đáy, thì chúng ta sẽ có những cái chương trình nó hấp dẫn. Thí dụ như chúng ta đang ở đỉnh của thị trường, chúng ta chiếm đến 90% thị phần, thì giá của chúng ta sẽ trở thành tiêu chuẩn và chúng ta có thể thiết lập được một cái mặt bằng giá cao hơn so với đối thủ. Chính sách của chúng ta có thể cần ưu đãi ít hơn đối thủ nhưng chúng ta vẫn bán được hàng bởi vì chúng ta có thương hiệu mạnh, bởi vì chúng ta có thị phần, chúng ta có sự tiêu dùng tự nhiên của khách hàng cuối cùng đó. Thế trong khi đó thì những đối thủ thì chiết khấu cao hơn, thưởng nhiều hơn, cho công nợ, hỗ trợ nhiều hơn nhưng lại không bán được, đúng không? Thì chắc chắn một điều chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng chính sách là một phần quan trọng của cái chương trình bán hàng, của cái việc là kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Tất nhiên chính sách nó là bước đầu, sản phẩm chất lượng, sản phẩm an toàn, sản phẩm tốt, sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh nữa. Đấy là hai cái yếu tố đầu tiên khi một sale thị trường khi lựa chọn sản phẩm để bán. Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như mình không có thì mình vẫn bán được nhưng mình thấy rất là khó khăn, rồi mình sẽ gặp nhiều những cái trở ngại, rồi khách hàng người ta trả hàng, người ta không lấy nữa, người ta nói xấu mình đủ thứ trên đời. Thì những cái phần tiếp theo, những cái bài học tiếp theo, tôi sẽ nói thêm rất nhiều những cái nội dung khác, từ kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt hàng, kỹ năng tư vấn khách hàng, kỹ năng trò chuyện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng gọi điện thoại, đấy, kỹ năng định vị thương hiệu của cá nhân, vân vân. Sau đó thì tiếp tục về sau khi các kỹ năng bán hàng rồi thì những cái vấn đề về chăm sóc sau bán cụ thể như thế nào, rồi thì chạy quảng cáo để thu hút khách hàng ra làm sao. Thì từng buổi tôi sẽ làm những cái video cho các anh chị và các bạn. Tất nhiên thì ban ngày thì tôi cũng phải đi làm, đi dạy và đi tư vấn doanh nghiệp cũng như là làm kinh doanh thực tế cho khách hàng cũng như là cho doanh nghiệp của tôi. Cho nên là mỗi buổi tối thì tôi dành một chút thời gian và tôi quay video, tôi chia sẻ với mọi người. Và nếu mọi người thấy hay thì xin bấm like, chia sẻ nội dung cho bạn bè. Đấy, cái khóa học như này hoàn toàn miễn phí, được làm rất là bài bản, công phu, chuyên nghiệp, có chất xám cũng như là có cái tính sáng tạo, tính bản quyền. Đấy, và cuối cùng thì các anh chị thấy có bất kỳ cái yêu cầu nào, cần tư vấn, cần trợ giúp, cần đào tạo, cần coaching một một, cần viết kế hoạch cho doanh nghiệp của mình để xâm nhập, để phát triển thị trường hoặc là tăng cái sức mạnh của đội ngũ kinh doanh hay mở rộng thị trường hơn nữa, thì xin vui lòng hãy liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ email là phananhonline@gmail.com, số điện thoại là 0989 623 888. Tôi nhắc lại là 0989 623 888. Facebook của tôi là facebook.com/phananhonline. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo.